tiên là một chiếc xe cần cẩu này. Đây là một chiếc xe cần cẩu móc các bạn nha. Có cái móc này. Đó, các bạn ơi, màu vàng rất là đẹp luôn. Có số 270 các bạn ạ. Đó, chiếc xe này xịn lắm các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy thử cho bạn xem nha. 1, 2, 3. Wow, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn nghe động cơ mạnh chưa? Wow, hay chưa? Đó, tiếp theo nào. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nhé các bạn nha. Màu trắng rất là đẹp luôn. Đó, xe ô tô cảnh sát màu trắng rất là đẹp. Và đây mình sẽ mở cánh cửa cho bạn xem. Ở bên trong có bu lăng lái xe luôn nha. Có bu lăng lái xe luôn này. Wow, mở được cửa sau như thật luôn đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Đẳng cấp chưa? Quá là xịn luôn đấy các bạn ạ. Ui, đẳng cấp nhờ các bạn nhờ. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát màu trắng các bạn ạ. Đây, bây giờ mình chạy thử luôn nha. Xe không phanh nha. Wow, múc nào. Wow, các bạn thấy ngầu chưa? Wow, các bạn ơi, ở bên này mình lại phát hiện ra máy bay chở khách nha. Ui, đẳng cấp chưa các bạn ơi, máy bay chở khách này xịn chưa? Wow, ở đây mình lại phát hiện ra máy bay chiến đấu này các bạn ơi. Đây là máy bay chiến đấu rất là đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Ui, xịn sò quá các bạn ơi. Wow, máy bay chiến đấu này xịn sò ra đấy các bạn ạ, quá đẳng cấp luôn. Ý các bạn ơi, ui, nhiều xe đồ chơi to khổng lồ quá các bạn ơi. Ôi, đây là xe bồn chở nước tưới cây đấy các bạn ạ. Ôi, bíp bíp bíp, zin 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 zin. Ui, tốc độ đỉnh cao. À, đây các bạn ơi, đây là xe khủng long nha, xe tải khủng long đấy các bạn ạ. Chở khủng long luôn. Zin bíp 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 bíp, zin zin zin, chở khủng long. Ôi, các bạn ơi. Ui, xe chở khủng long luôn này các bạn ơi. À, xe khủng long ba sừng luôn. À, các bạn ạ, một sừng luôn, hai sừng, ba sừng. Đó. Chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Bíp bíp bíp, zin 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 zin. Đó, ơi, chạy nhanh lắm. Đây, à, xe chở thú này các bạn ơi, zin zin zin, chạy chở cống nong luôn. À, đây là xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ạ. Đó, một chiếc xe bồn quay bê tông. Bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp. Ôi, các bạn ơi, đây là máy xúc cát nhá. À, một chiếc máy xúc cát kết hợp với cả xúc nạt luôn. Ôi, xe tải chở khủng long nữa này các bạn ơi, nhiều xe khủng long quá. Pip 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 win các bạn ơi. À, xe xúc nạt này các bạn ơi, đây là một chiếc xe xúc nạt đấy. Pip pip pip, wow, nhiều xe lắm các bạn ạ. Trên này còn rất là nhiều xe này. Đây là xe cần cẩu xúc cát màu vàng đây. Wow, một chiếc xe cứu hỏa siêu to khổng lồ các bạn ạ. Một chiếc xe cứu hỏa đấy. Pip pip. À, đây, giới thiệu với các bạn một chiếc máy xúc cát khủng long ba sừng luôn. Đó, dun 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 dun. Các bạn ơi, xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Đây là xe bồn trộn bê tông. Đó. Ui, xe cần cẩu xúc cát này các bạn ơi. Đó. Win. À, một chiếc xe cứu hỏa chữa cháy các bạn ạ. Đó, dun dun dun. Ôi, còn nhiều xe em. Xe cần cẩu xúc cát bony nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Xoay được cả cần luôn. Đó, hay chưa? Ui, chiếc xe này đẹp quá các bạn ạ. Win 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 win. Đó, còn xe đây là xe cần cẩu. Ơi, máy xúc cát này các bạn ơi. Ô, máy xúc cát dài quá. Ô, trên này còn xe gì không? Ơi, một chiếc xe cần cẩu cứu hộ bony siêu to khổng lồ này các bạn ơi. Chiếc xe này to quá các bạn ạ, khổng lồ luôn. Win 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 win. Ơi, mình sẽ cẩu bạn xe máy. Ơi ơi các bạn ơi, mình cẩu thành công bạn xe cần cẩu móc lên cao này. Đó, đợi xuống đây nha. Ui, tiếp theo mình sẽ cẩu tiếp một bạn xe cần cẩu nữa xuống cho các bạn cùng xem luôn. Ui, các bạn thấy chiếc xe cần cẩu bony này có khỏe không? Ây, ây, các bạn ơi, còn nhiều xe quá. Đây, mình sẽ cẩu bạn xe cần cẩu đầu khủng long bạo chúa này lên này. Đó, đấy, xuống đây nào. Ui, chiếc xe cần cẩu này to khổng lồ các bạn ạ, đây là xe cần cẩu đầu khủng long bạo chúa. Ây, trên này còn nhiều xe lắm. Xe tải ben chở cát này các bạn ơi. Dun dun dun, các bạn có xây nhà không để mình chở cát đến nhà các bạn? Ui, bốc đầu. Ôi, chiếc xe tải ben chở cát này siêu bự luôn. Ui, đây là máy xúc cát này to này các bạn ơi. Máy xúc cát siêu to khủng lồ. Chiếc xe này có bạn tài xế đang chào các bạn kìa, các bạn thấy không? Bạn lái xe đang chào các bạn đấy. Ôi, hay chưa? Chiếc xe này xịn sò đấy các bạn ạ. Đó, to lắm, khổng lồ, múc 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 này. Đó, chiếc xe này thì có hai cái còi luôn các bạn ạ. Đó, chiếc xe này khổng lồ luôn. Đó, các bạn ơi, à, mình giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe máy xúc cát đây này. Đó, chiếc xe này cũng rất là to đấy các bạn ạ. Múc thử nào, múc thử nào. Wow, đây là xe cần cẩu móc móc nhỏ nhỏ này các bạn ơi. Nhưng mà chiếc xe này cũng rất là khỏe đấy các bạn ạ. Mình sẽ cẩu đại một chiếc xe máy xúc cát màu vàng nào. Ui, đó, mình cẩu bạn xe máy xúc cát màu vàng lên cao và xuống thấp. Đấy, đây,
Đây giới thiệu với các bạn, đây là xe tải Ben đầu khủng long bạo chúa nha. À đầu khủng long ba sừng các bạn ạ. Ui chút Ben luôn. Đó xe tải Ben chợ cát đấy các bạn ạ. Ý ngầu lắm. Đây là xe tải Ben đầu khủng long bạo chúa này các bạn ơi. Đó xe tải Ben siêu to khổng lồ, chở được rất là nhiều cát, bốc đầu luôn đó. Các bạn thấy ngầu không? Ui nhiều xe to lắm. Đây 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 đây. Một chiếc xe tải Ben này dài như cả công xe công tê lơ ấy các bạn ạ. Chút Ben luôn này đó. Ơ ui chút Ben nào. Đẳng cấp, đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Quá là xịn xò luôn đó, xe tải Ben đấy các bạn ạ. Win đó. Rồi tiếp theo, máy xúc cát màu vàng siêu to khổng lồ các bạn ạ. Đây là máy xúc cát màu vàng siêu to múc một gáo luôn. Đó, đây là xe tải Ben này các bạn ơi. Win đó, chút Ben, chút Ben. Nào, bây giờ mình chút Ben cho mọi người xem. Chút Ben, chút Ben, chút Ben đó, đẳng cấp không? Rồi, các bạn ơi, đây mình đã khám phá hết rồi sao ấy. Bây giờ mình sẽ đi vào trong sân nhà mình tìm xe đồ chơi mới hơn nha. Ok, let's go. Ui, các bạn thấy không, có nhiều xe điều khiển lắm. Toàn là xe điều khiển xịn xò đấy các bạn ạ. Wow, đây là ô tô này. Các bạn ơi, ô tô phụt khói đấy. Đấy, các bạn thấy đẳng cấp không? Đó, đây là xe bồn chở xăng dầu các bạn ạ. À, xe bồn trộn bê tông điều khiển. Ôi, đầu kéo công tê lơ điều khiển từ xa này các bạn ơi. À, xe bồn trộn bê tông. Đó, xe địa hình 95 này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe bồn trộn bê tông xịn xò. Đó, xe tải Ben chở cả siêu nhân luôn. Ơi cha. Bên này còn máy xúc cát đánh màu trắng này các bạn ơi. Đó, xe cần cẩu múc cát là xe cần cẩu. Ui, nhiều xe đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ điều khiển nào. Nào, xe tải chở siêu nhân người sắt giải cứu thế giới. Win. Siêu nhân người sắt hơi bị lặng luôn. Win 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 win. Nui 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 nui. Nui nào. Ui, đẳng cấp không các bạn ơi. Win. Tiến về đây nào, tiến về đây cho bạn cùng xem nào. Win 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 win. Đó. Ui, siêu nhân người sắt nặng quá. Ôi. Nào, các bạn ơi, đây là xe cần cẩu móc cứu hộ nha. Xe cần cẩu cứu ô tô ấy các bạn ạ. Chạy tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Đó, chiếc xe này rất là xịn xò luôn. Win đó. Đó, chiếc xe này thì quá là đẹp luôn. Không phải chê với đâu được các bạn ạ. Ui, chiếc xe này là xe cần cẩu cứu hộ ô tô đó. Xịn xò luôn. Ui, các bạn ơi, đây là xe tăng biến hình thành robot ấy, các bạn ạ. Đẳng cấp luôn nó. Wow, hay chưa. Đó, ui, biến hình luôn này các bạn ạ. Xịn xò luôn. Đẳng cấp luôn đó, hay chưa. Wow, biến hình băng 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 băng. À, mình sẽ giới thiệu với các bạn. Đây là đầu kéo công tê lơ nhá. Đầu kéo công tê lơ biến hình thành robot. Đẳng cấp luôn. Win, win. Ui, đẳng cấp luôn đấy các bạn ạ. Đây, giới thiệu với các bạn. Đây là máy cày nhá. Máy cày ruộng ấy các bạn ạ. Đấy, đầu kéo của máy cày ruộng ấy các bạn ạ. Ôi, động cơ rất là mạnh mẽ luôn các bạn ạ. Đó, đây là xe bồn trộn bê tông, bồn xoay tít luôn các bạn ạ. Xịn xò luôn. Đây. Mình giới thiệu với các bạn xe bíp. À, xe bồn trộn bê tông khổng lồ các bạn ạ. Win, xe bồn trộn bê tông siêu to khổng lồ. Win, đó, các bạn nghe động cơ ngầu không? Bíp 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 bíp. Ui, các bạn ơi, nhiều xe lắm. Đây là xe công tê lơ bằng sắt này các bạn ơi. Xe công tê lơ bằng sắt luôn đấy, đẳng cấp luôn. À, xe cần cẩu cứu hộ này. Ồ, các bạn thấy chiếc xe công tê lơ này có ngầu không? Quá là xịn xò luôn. Đây là xe phụt khói các bạn ạ. Pi 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 pi, xe đua đấy các bạn ơi. Pi pi pi, tốc độ đỉnh cao. Ui, ngầu không các bạn ơi. Ồ, đây là xe máy xúc cát. Con chó này, xe máy xúc cát này các bạn ơi. Đó, một con chó này xe máy xúc cát rất là ngầu luôn. Ui, các bạn thấy đẳng cấp không? Quá là đẳng cấp và xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Wow. Đó, con chó này chạy bằng pin các bạn ạ. Xe con chó máy. Đây là xe cần cẩu múc cát, con chó này xe nha. Rất là ngầu. Ôi, xe bồn trộn bê tông xịn xò màu trắng này các bạn ơi. Đó, đẳng cấp luôn. Đó. Rồi, đây các bạn ơi, đây là một chiếc ô tô cảnh sát các bạn ạ. Ô tô cảnh sát mở cánh mở cốp có 4 ghế ngồi bên trong luôn. Đi tuần tra luôn. Đó, xe này chạy bằng pin luôn. Đó, đi tuần tra thôi nào. Ui. Đó, quá là đẳng cấp và xịn xò luôn. Mở bốn cánh, mở bốn cánh như các bạn ơi. Xe cảnh sát có số 110. Đó, màu trắng, chạy bằng pin các bạn ạ. Đó, đẳng cấp luôn. Tắt đi thôi các bạn ơi. Rồi, zin. Vậy là còn xe gì cũng ơi, xe lưu đường các bạn ơi. Zin đó, đẳng cấp luôn, tốc độ đỉnh cao. Rồi, đó, ô tô cảnh sát đi tuần tra này các bạn ơi. Đây là xe cảnh sát tuần tra đấy các bạn ạ. Win, 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 win.
Bip 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 bip, chạy rất là nhanh con ạ, tốc độ đỉnh cao. Đó, xịn xò luôn. Ui, xe này chạy bằng pin các bạn ạ. Đó, ok, tắt đi thôi. Đây, giới thiệu với các bạn còn nhiều xe lắm. Đây là xe cứu hỏa biến hình thành robot luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp luôn. Đó, xịn xò luôn. Wow. Đây, xe bồn này, xe bồn trộn bê tông đấy các bạn ạ. Đó, dinh 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 dinh. Bip 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 bip. Ui, đẳng cấp các bạn ơi. Đây, giới thiệu với các bạn xe bồn trộn bê tông cái này. Ui, chiếc xe này thì quá đẹp luôn. Tốc độ đỉnh cao luôn. Đây, à, xe cứu hỏa chữa cháy chạy bằng pin này các bạn ơi. Đó, xe cứu hỏa chữa cháy chạy bằng pin ấy đẹp lắm các bạn ạ. Đó, chiếc xe này xịn xò luôn. Đó, hay quá các bạn ơi. Ôi, đây là một chiếc xe cứu hỏa là các bạn ơi. Wow, xe cứu hỏa này đẳng cấp luôn. Đó, xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Rồi mình tắt đi nào, tắt đi nào. Ui, wow, xe cứu hỏa thang đấy các bạn ạ. Xe cứu hỏa thang rút được cần dài này các bạn ơi. Xịn xò luôn đó, hay chưa. Ui, các bạn thấy chiếc xe cứu hỏa này có đẹp không? Ôi, chiếc xe cứu hỏa này có. Ơi, đây máy xúc cát này các bạn ơi, máy xúc cát chạy bằng pin này các bạn ơi, có cả bu lăng lái xe, có cả ghế ngồi để lái xe luôn. À, một chiếc xe cứu thương các bạn ạ, xe cứu thương ấy, một chiếc xe cứu thương như thật luôn. À, xe cứu thương, hai chiếc xe cứu thương luôn. Đó, mình bật lên này, xe cứu thương này chạy bằng pin các bạn ạ. Đó, zin 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 zin, đó, tốc độ đỉnh cao các bạn ạ. Đó, xịn xò luôn. Rồi, xe cứu thương này là xe cứu thương chạy bằng pin. Ây cha, xe đội hình này mới xịn xò này các bạn ơi. Win 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 win, đó, tốc độ đỉnh cao. Rồi, đây là xe ô tô cảnh sát biến hình thành máy bay các bạn ạ. Đẳng cấp và xịn xò luôn nó. Ui, các bạn thấy ngầu không? Đó, đây là xe xúc nạt chạy bằng pin các bạn ạ. Xe xúc nạt chạy bằng pin. Đó, các bạn thấy ngầu chưa? Ui, một chiếc xe xúc nạt đẹp quá các bạn ạ. Xịn xò luôn. Ui, các bạn thấy chiếc xe xúc nạt này có ngầu không? Đó, quá là đẹp luôn. Ok, đây là một chiếc xe tăng này. Các bạn ơi, xe tăng con ếch kìa. Ô, xe tăng này có cái lòng súng to chưa? Đó, xe tăng chạy bằng pin các bạn ạ. Đẳng cấp luôn. Băng 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 băng. Ui, các bạn thấy chiếc xe tăng này có ngầu không? Quá là ngầu luôn đấy. Đó, một chiếc xe tăng con ếch các bạn ạ. Băng 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 băng. Ui, ôi, xe tăng này quá là ngầu luôn. Mình tắt đi nhá. Đó, băng băng. Ơi, đây là máy xúc cát này các bạn ơi. Vinh vinh. Đó, máy xúc cát chạy bánh đà. Wow, xe mô tô này, xe đua 39 này các bạn ơi, tốc độ đỉnh cao luôn. Win 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 win. Ơi, đây là xe cứu thương này các bạn ơi, một chiếc xe cứu thương biến hình thành robot đấy các bạn ạ. Đó, chiếc xe cứu thương này rất đẳng cấp và xịn xò luôn đấy, xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Đó, mình rất là thích chiếc xe cứu thương này luôn. Wow, hay chưa, các bạn thấy ngầu không, chiếc xe cứu thương này rất là đẹp luôn. Đó, biến hình thành robot luôn, đẳng cấp luôn các bạn ạ. Xịn. À, đây là phi thuyền này các bạn ơi, một chiếc phi thuyền. Các bạn ơi, đây là xe tải chở phạm nhân nhá. Đây là xe bíp cảnh sát này. Ồ, đây là máy bay chở khách này. Và đây là máy bay trực thăng này các bạn ơi. Ui, máy bay trực thăng này ngầu quá. Đây là máy bay biến hình thành robot này, các bạn ơi, đẳng cấp luôn. Đó, máy bay biến hình thành robot này xịn xò luôn đấy các bạn ạ. Đẳng cấp luôn đó. Các bạn thấy ngầu chưa? Ui, xịn xò luôn. Đó, hay chưa? Đó, xịn xò chưa? Wow. Oh, máy bay biến hình thành robot ấy các bạn ạ, đẳng cấp và xịn xò luôn đó, hay chưa. Ui, đẳng cấp chưa. Băng 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 băng. Đi tìm xe đồ chơi mới tiếp các bạn ơi. Rồi, ok. Băng 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 băng. Ui, các bạn thấy ngầu chưa. Đây là xe ô tô của siêu nhân người nhện này các bạn ơi. Win win win. Bip 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 bip. Ui, các bạn ơi, tiếp theo đây là một chiếc xe ô tô 95 màu vàng nhá. Xe đua tốc độ đỉnh cao luôn. Wow. Ô, xe đua 77 này các bạn ơi. Win. Chơi được một lúc mấy chiếc xe luôn, mình đẩy được một lúc mấy chiếc xe luôn. Win. Đây, xe 95 đây. À, xe 95 này các bạn ơi. À, nào, bây giờ mình chạy luôn nào, một lúc một chạy mấy chiếc xe lên. Xe đua 77 này. Win win win. Đấu này nhá. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở cái rổ màu đỏ này trước này. Đó, đây là một cái rổ màu đỏ, mình sẽ mở tiếp này. 1, 2, 3, wow, 4 chiếc xe bíp luôn đấy các bạn ạ. Đây là xe bíp chở các bạn học sinh đi học nha. À, xe bíp cảnh sát này, xe bíp chở học sinh đi học này, xe bíp này các bạn ơi, 4 chiếc xe bíp luôn. Đây là một chiếc xe bíp, 2 chiếc xe bíp luôn, xe bíp màu vàng nhá. Wow, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Bíp, 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 bíp.
Nào, đây có một chiếc xe bíp cảnh sát nha. Chiếc xe bíp cảnh sát này có âm thanh luôn đấy các bạn ạ. Mở được cánh cửa luôn, mở được cánh cửa này. Đó, đẹp chưa? Có cửa đi lên nha, cửa đi xuống này các bạn ơi. Chiếc xe bíp này rất là xịn sò luôn, có âm thanh và ánh sáng luôn đấy các bạn ạ. Ở bên trong có rất là nhiều ghế ngồi luôn. Đó, các bạn thấy chiếc xe bíp này có đẹp không nào? Ui, động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ạ. Đó, hay quá. Win win. Các bạn thấy chiếc xe bíp này có xịn không? Win, động cơ rất là mạnh luôn, mình rất là thích luôn. Đó, pi 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 pi. Nào, đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học đấy nhá. Chiếc xe bíp này có thể mở được cánh cửa luôn đấy các bạn ạ. Đó, mở cửa đi lên này. Đó, xịn chưa? Đây là mở được cả cửa sau đấy các bạn ạ. Mở được cửa sau luôn nha. Wow, chiếc xe bíp này đẹp quá nhờ các bạn nhờ. Đó, xịn sò luôn. Nào, bây giờ mình phải chạy thử luôn cho các bạn cùng xem nhá. Win win win, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Pi 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 pi. Wow, chiếc xe bíp này cũng rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đó, xịn chưa này? Mình rất là thích luôn đấy các bạn ạ. À, ở bên này mình phát hiện ra có cái rổ nữa, mình sẽ mở tiếp nha. Wow, nguyên là một dàn xe bồn trộn bê tông các bạn ạ. Một chiếc xe bồn trộn bê tông, hai chiếc xe bồn trộn bê tông này, ba chiếc xe bồn trộn bê tông luôn đấy các bạn ạ. Wow, bốn chiếc xe bồn trộn bê tông này. Wow, năm chiếc xe này. Wow, sáu chiếc xe bồn trộn bê tông luôn đấy các bạn ơi. Đầu tiên là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu xanh này, xe màu vàng này. Đó, đây, mở được tất cả các loại xe là mở được cánh cửa. Bây giờ mình sẽ tìm tiếp vào cái rổ này xem có xe gì không nha. Wow, các bạn thấy không, có bốn chiếc xe máy luôn. Đây là xe máy của người Nhật này. Đó, xe đua, xe mô tô này các bạn ơi. Đó, xe mô tô nha. Wow, một chiếc xe mô tô cảnh sát này các bạn ơi. Xịn chưa, xịn chưa. Đó, đây là một chiếc xe mô tô màu trắng này. Wow, toàn là xe xịn thôi các bạn ơi. Đây, mình bật lên nha. Đó, chiếc xe này có tín hiệu rồi các bạn ơi. Wow, rất là xịn xò luôn. Nào, bây giờ mình sẽ cho chiếc xe này xoay 360 độ cho bạn cùng xem nha. Nào, xoay nào, xoay nào. Wow, 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 wow. Mình mở tiếp cái sọt này các bạn nha, xem có xe gì không nha. Nào, 1, 2, 3. Wow, các bạn thấy không, có 4 chiếc xe luôn. Xe cần cẩu, xe cần cẩu này. Đây là xe cần cẩu, xe cần cẩu màu xanh này. Đó, các bạn thấy không, xe cần cẩu này rất là đẹp luôn. Xe cần cẩu quân sự này các bạn ơi. Đó, xe cần cẩu màu vàng này. Wow, các bạn này cũng rất là nhiều xe cần cẩu đẹp luôn. Đó, xe cần cẩu màu vàng này rất là xịn đấy các bạn ạ. Nào, bây giờ mình sẽ có nhà win, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đó, hay chưa, pi 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 pi. Nào, ở đây có mới chiếc xe nữa này các bạn ơi. Đây là xe môi trường chuyên đi chở rác nha. Xe môi trường chuyên đi dọn rác đấy các bạn ơi. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Đó, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Wow, xe này có thể mở được nắp thùng các bạn nhà, mở nắp thùng luôn. Đó, xịn chưa, xịn chưa. Các bạn thấy đẹp chưa, nó sử dụng win, động cơ rất là mạnh luôn các bạn ạ. Một chiếc xe môi trường dọn rác đấy. Đây là xe cẩu rác này các bạn ơi. Xe cẩu rác nha. Wow, chiếc xe này rất là đẹp luôn. Có cả âm thanh luôn đấy các bạn ơi. Đó, win, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đó, pi 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 pi. Wow, một chiếc xe cứu hỏa thang này. Đây là xe cứu hộ nha các bạn nha. Wow, động cơ rất là mạnh luôn đấy các bạn ơi. Ui, chiếc xe này rất là xịn xò đấy. Pi pi pi. Ui, ở đây còn mấy chiếc xe này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát nha. Đó, một chiếc xe ô tô cảnh sát đấy các bạn ạ. Wow, chiếc xe này mở được cánh cửa luôn. Đó, xịn chưa, mở được hai cánh cửa luôn này các bạn ơi. Wow, xe ô tô cảnh sát địa hình luôn đấy các bạn ơi. Quá là xịn xò luôn. Pi 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 pi. Nào, cùng mình khám phá. Đây là một chiếc xe bán tải màu đỏ nha. Wow, đây là xe cảnh sát, xe bán tải màu đỏ đấy các bạn ơi. Đây, các bạn thấy không, chiếc xe này màu đỏ rất. Đây là xe cứu hộ này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Ôi, chiếc xe cứu hộ cảnh sát này rất là đẹp luôn. Có cái móc này các bạn ơi. Đây là xe tải địa hình đấy các bạn ạ. Một chiếc xe tải địa hình có cả âm thanh luôn. Đó, chiếc xe tải địa hình này rất là xịn luôn. Đó, lưng được cả đây, các bạn ơi, xe địa hình nha. Đó, xe tải đấy. Đây là xe cứu hộ này các bạn ơi. Wow, xe cứu hộ rất là xịn xò đấy các bạn ạ. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn. Win win. Pi pi pi. Các bạn ơi, đây có một chiếc xe cần cẩu màu xanh nha. Đây là xe cần cẩu màu xanh đấy. Đó. Win win. Ui, ở đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi ô tô biến hình thành robot này. Đó, robot màu xanh nha. Ô tô biến hình đấy các bạn ạ. Đây, có bộ đồ chơi sửa chữa này. Có cà lê mỏ lết các bạn ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Ở đây có bộ đồ chơi đi siêu thị này. Đó, rất là đẹp các bạn ạ. Có cái cặp này. Đấy, bộ đồ chơi rất là xịn đây đấy các bạn ạ. À, đây mình phát hiện ra xe cần cẩu móc đây. Xe cần cẩu móc rất là đẹp đây. Bây giờ mình chạy thử luôn nha. Win 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 win. Ui, đây là xe container. Có cả xe container của người khổng lồ xanh đấy các bạn ạ. Xe container khổng lồ xanh à.
À đây mình giới thiệu các bạn xe bồn trộn bê tông màu vàng nha. Đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông màu vàng đấy. Wow, rất là đẹp luôn. Wow, một chiếc xe biến hình thành xe bíp này. À đây, bộ đồ chơi xe công trình có 4 chiếc xe các bạn nha. Có 4 chiếc xe. À đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này là xe con sóc này, xe lưu trữ con sóc này. Đó, đẹp chưa? Ui, xe bồn trộn bê tông ấy các bạn ạ, xe bồn trộn bê tông. Ui, bộ đồ chơi xe cần cậu này. Đó, xe cần cậu đấy. Ui, ở bên này mình lại phát hiện ra có một bộ đồ chơi như con chó cứu hộ nha. À, bộ đồ chơi xe công trình Bonnie này các bạn ơi, có xe bồn chở bê tông trộn bê tông đấy các bạn ơi. Đó, để đây nha. À, bộ đồ chơi xe môi trường dọn rác này, xe tải chuyên đi chở rác này, con ơi chạy thử con nào. Ui, các bạn ơi, ở bên này mình phát hiện ra một chiếc xe ben nha, xe ben chuyên đi chở đất này. Đó, động cơ rất là mạnh luôn. Ui, ở bên này mình phát hiện ra có cả xe bíp này. Đây là một chiếc xe bíp nha, rất là đẹp các bạn ạ. Đó, một chiếc xe bíp rất là xịn xò luôn đấy. Bíp bíp bíp, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Wow, hay chưa? Các bạn thấy ngầu chưa này? Ui, chiếc xe bíp này rất là đẹp nha. À, đây mình phát hiện ra một chiếc xe lưng hàng này. Đây là một chiếc xe lưng hàng đấy các bạn ơi. Ui, động cơ rất là mạnh luôn. Wow, ở đây mình phát hiện ra có bộ đồ chơi xe cần cẩu, xe máy xúc này, xe tải ben này, xe bồn này. Ui, ở đây mình phát hiện ra xe địa hình nha. Xe tải địa hình nha các bạn ạ. Xe tải địa hình này rất là mạnh luôn, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn hay chưa? Win. Ui, ở bên này mình phát hiện ra xe bồn chở nước tưới cây các bạn ơi. Đây là xe bồn chở nước tưới cây nha. Ui, chiếc xe bồn này rất là đẹp luôn. Win, động cơ rất là mạnh. À, đây có súng bắn ra ô tô này. Đó, súng bắn ra ô tô các bạn nha. À, đây mình phát hiện ra cái bộ đồ chơi này có cả xe cứu hộ ô tô cảnh sát này. Đó, xe cứu hộ ô tô cảnh sát đấy, động cơ rất là mạnh đấy các bạn ơi. Đó, pip pip. À, bộ đồ chơi xe cứu hỏa có cả máy bay trực thăng nhá. Có cả xe bồn đấy các bạn ạ. Ui, đây là xe ô tô cảnh sát này. Đó, mình chạy thử luôn nha. Động cơ rất là mạnh đấy các bạn ạ. Win. Pip pip pip. À, bên này mình phát hiện ra xe bồn chở bê tông đấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chở bê tông nhá. Wow, bộ đồ chơi có 4 chiếc xe bíp này các bạn ơi. À, 4 chiếc bíp. Ui, cái bộ đồ chơi này có cả xe chở rác các bạn nhá. Có cả xe chở rác đấy. Wow, đây là bộ đồ chơi zombie này các bạn ơi. Ở bên này mình phát hiện ra có bộ đồ chơi xe cứu hỏa rất là đẹp này. Đó, có xe cứu hỏa lưng này. Có xe bồn nhá, có cả xe bồn, xe cần cẩu này. Ơi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Hẹn các bạn ở video mới nhất từ kênh của mình nha. Bye bye các bạn nhá. Bye bye. Cái chiếc xe này thu nào? Đây là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63. Chiếc xe này có thể mở được hai cánh cửa, mở được cửa sau, có lốp dự phòng nhá. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe ô tô cảnh sát G63 to hơn chiếc xe lúc nãy nhá. Đấy, động cơ rất là mạnh luôn, chuyên đi tuần tra thành phố. Các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn đây là một chiếc xe môi trường chở rác, chuyên giữ gìn cho môi trường xanh xanh sạch đẹp. Các bạn ơi, đến giờ dọn rác rồi. Nào, bây giờ đi dọn dẹp môi trường xanh xanh sạch đẹp rồi. Pip 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 pip. Ui, các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bíp nha. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học sinh ấy. Đây là một chiếc xe bíp chở các bạn học viện cảnh sát nha, đi học nha các bạn nha. Đây là một chiếc xe bíp cảnh sát màu trắng, tốc độ đỉnh cao. Đấy, các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn đây là một chiếc xe bíp chở các bạn sinh viên này, học sinh đi học này. Đấy, mở được cánh cửa, mở được cửa sau nha, có hai gương này, đi thật luôn. Đấy các bạn ơi, hôm nay lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bíp đó. Vậy là hôm nay có hai chiếc xe bíp chở các bạn học sinh đi học các bạn nha. Quá là xịn sò và đẳng cấp luôn. Đấy, các bạn thấy hay chưa? Các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo nào. Ở đây có một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông, to như này mới chở được nhiều khối bê tông các bạn nha. Màu vàng, tốc độ đỉnh cao. Các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn đây là một chiếc xe vận tải vận cẩu cứu hộ nha. Ui, các bạn ơi, các bạn ơi, mình nói mệt quá. Rồi, tiếp theo đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát này các bạn ơi. Đây là một chiếc xe cứu hộ ô tô cảnh sát này, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Rồi, quá là xịn luôn. Các bạn ơi, tiếp theo giới thiệu với các bạn đây là một chiếc xe cứu hộ nha. Một chiếc xe cứu hộ ô tô ấy các bạn ạ. Xe này chuyên đi cứu hộ ô tô bị thủng nốt ở ngoài đường ấy các bạn ơi. Đấy, các bạn ơi, chiếc xe này đẳng cấp luôn nè. Rồi, lại giới thiệu với các bạn tiếp theo là một chiếc xe bồn chuyên đi chở nước tưới cây ở rẽ đường ấy các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy ngầu chưa? Ừ, các bạn ơi. Ê, các bạn ơi,
Đây là một chiếc xe tải chở trái cây, bên trong chở quả chuối. Cái là hôm nay mình giọng của mình hơi yếu yếu một chút. Ai khàn khàn giọng. Rồi các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc xe cẩu chuyên đi mốc ca có cái gầu rất là to. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có xịn sò không nào, động cơ rất là mạnh luôn. Đó các bạn ơi, pip 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 pip. Rồi lại giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe bồn chở bê tông ấy các bạn ạ. Đây là một chiếc xe bồn chuyên đi chở bê tông nhá, màu xanh rất là đẹp luôn. Đó, wow, các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tìm xe dưới cái chậu này nhá, cái chậu màu đỏ này. Các bạn ơi, 1, 2, 3, ui, các bạn ơi, có rất là nhiều xe bíp chở các bạn học sinh đi học màu đỏ này, màu trắng này, ô tô cảnh sát này. Đây là một chiếc xe bíp màu đỏ chuyên chở các bạn học sinh đi học nhá, Kitty bíp. Đấy, một chiếc xe Kitty bíp. Các bạn ơi, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Đó, các bạn ơi, chiếc xe này chuyên chở các bạn học sinh đi học, các bạn sinh viên đi học nhá, màu đỏ các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không nào, động cơ rất là mạnh luôn. Đó, các bạn ơi, chiếc xe này đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa, wow. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cầu cứu hộ máy xúc cát nha. Các bạn ơi, đây là một chiếc xe cần cầu mà cứu giải cứu máy xúc nha. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cầu máy xúc cát lên cao luôn này các bạn ơi. Đó, một chiếc xe cần cầu giải cứu máy xúc cát cảnh sát nha. Đó các bạn ơi, hôm nay có nhiều xe đồ chơi xịn sò không nào. Đó, một chiếc xe cần cầu giải cứu máy xúc cát màu trắng nha. Đây là một chiếc xe cảnh sát mà mình rất là thích chiếc xe đấy các bạn ạ. Đấy, hôm nay là mình đã khám phá rất là nhiều xe đồ chơi đẹp đấy các bạn ạ. Ừ, các bạn thấy chiếc xe này có xịn không, động cơ rất là mạnh luôn, nghe tiếng kêu thấy mạnh mẽ đúng không các bạn ơi. Các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe bồn chở bê tông có cái bồn màu trắng này. Chiếc xe này quá là xịn luôn các bạn ạ. Mình rất là thích chiếc xe luôn, đẳng cấp luôn, xịn xò luôn, xoay được cả bồn cho đều bê tông bên trong các bạn ạ. Ừ, các bạn ơi, hôm nay mình mệt quá, mình nói quá nhiều luôn đúng không. Đây là một chiếc xe cần cầu xúc cát này, đây là một chiếc xe cần cầu xúc cát này các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe cần cầu xúc cát đẹp quá các bạn ạ. Ấy, các bạn có thích chiếc xe cần cầu múc cát cảnh sát này không, ở bên trong có một bạn tài xế lái xe luôn nhá. Đấy các bạn ơi, có bốn bánh xe rất là xịn sò luôn. Wow, chiếc xe này chuyên đi múc cát, múc đất, múc vật liệu xây dựng này. Đó các bạn ơi, lại giới thiệu với các bạn, tiếp theo là một chiếc xe máy xúc cát có cái gầu rất là to. Các bạn có thích chiếc xe này không? Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Mở cốp con này các bạn ơi. Đó các bạn ấy, chiếc xe này có xịn thế nào, quá là đẳng cấp luôn. Rồi các bạn ơi, đây là một chiếc xe bồn chở bê tông này. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình đã quay được rất là nhiều xe đồ chơi xịn sò nhá, và hôm nay giọng của mình hơi yếu một chút. Rồi hôm nay mình sẽ làm video đến đây thôi nhá. Các bạn ơi, các bạn nhớ theo dõi và đăng ký kênh để đón nhận video mới tiếp theo từ kênh của mình nhá. Rồi, xin chào các bạn ở video tiếp theo. Rồi, bye bye các bạn.